Các bạn khán giả của chương trình Nhịp Sống Trẻ, chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng 3 với thật nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi và đầy sắc màu của tuổi trẻ Huế. Vâng, dấu ấn tháng 3 với những hành trình cùng màu áo xanh thanh niên đã để lại trong chúng ta thật nhiều cảm xúc và kỷ niệm đặc biệt. Chương trình Nhịp Sống Trẻ hôm nay sẽ tiếp tục cùng các bạn đến với những câu chuyện đầy thú vị của thế giới trẻ. Xuất hiện trong một bàn trẻ là Nguyễn Thị Yến Nhi, cô gái trẻ với tình yêu nghề bếp. Cẩm Nang Trẻ sẽ cùng các bạn đến với một không gian thu hút giới trẻ Huế với trải nghiệm làm gốm thủ công truyền thống. Góc nhìn về ngày hội đoàn viên của huyện đoàn Phú Lộc sẽ khép lại chương trình. Sự bộc lộ đam mê và sự khéo tay với công việc bếp núc từ khi còn rất nhỏ, Nguyễn Thị Yến Nhi đã nuôi ước mơ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Qua một thời gian được học tập và rèn luyện ở trường Cao đẳng Du lịch Huế, Yến Nhi đã dần thành thạo với nghề bếp và trở thành một gương mặt trẻ tiêu biểu của nhà trường. Là học sinh ba rèn luyện và luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào. Đặc biệt, Yến Nhi đã đạt được nhiều thành tích khá cao trong các cuộc thi về nghề bếp. Hãy cùng gặp gỡ cô bạn này trong một bàn trẻ hôm nay. Bằng sự đam mê và tình yêu về ẩm thực nên mình đã cố gắng tạo ra những món ăn hấp dẫn. Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi có thể chế biến được những món ăn ngon và được mọi người yêu thích. Gia đình mình lúc đó cũng rất lo vì ngành bếp lắc sợ không có hợp. Mình cũng tìm hiểu về các trường để có thể phù hợp để cho mình theo học. Và sau khi tìm hiểu thì mình thấy trường Cao đẳng Du lịch và nên mình đã quyết định học ở đây để có thể theo đúng được niềm đam mê của mình. Tốt nghiệp trung học cơ sở, không giống những bạn cùng trang lứa, Yến Nhi đã chọn trường Cao đẳng Du lịch Huế là nơi nuôi dưỡng ước mơ nghề đầu bếp, cũng như tiếp tục hành trình học văn hóa của mình. Để chinh phục những khát vọng và đam mê, cô gái trẻ luôn nỗ lực học tập và rèn luyện, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách. Học giỏi đều các môn và bạn trẻ này lại có một tình yêu đặc biệt với chế biến món ăn. Cũng chính vì thế mà Yến Nhi đã có được kiến thức nền tảng vững chắc trong hành trình học tập và theo đuổi nghề bếp chuyên nghiệp. Để là một học sinh ba rèn luyện thì mình đã sắp xếp lịch học để có thể ổn định học văn hóa và học nghề và mình chấp hành các nội quy định và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng. Ngay từ đầu năm học thì một trong những cái tố chất mà mình đánh giá bạn là một trong những người mà rất chi là ngoan hiền và rất tích cực trong học tập, và đặc biệt là với vai trò là một lớp trưởng của lớp thì Yến Nhi rất tích cực và đặc biệt là hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà giáo viên chủ nhiệm là giao cho. Không chỉ dừng lại ở những bài học trên lớp, cô gái trẻ rất thích thú khi cùng bạn bè trao đổi và tìm hiểu thêm nhiều kiến thức, tài liệu về ẩm thực, đặc biệt là văn hóa ẩm thực địa phương. Để nắm chắc, học tốt cả môn học cũng như nâng cao kiến thức nghề bếp, Yến Nhi luôn tự tìm cho mình những phương pháp học tập và rèn luyện riêng. Bằng sự đam mê của mình thì mình đã nỗ lực cố gắng và theo mình thấy mình theo nghề bếp này là rất là đúng, bởi vì mình được thỏa sức đam mê sáng tạo và được tạo những món ăn ngon. Mình là theo khối xã hội nên mình thường lên thư viện để kiếm những cuốn sách liên quan về văn hóa, và theo đó là có những cuốn sách về nghề là mình cũng thường lên đây để đọc và để có thể kiếm được nhiều kiến thức nghề bếp hơn. Nghề bếp cần sự tỉ mẩn, chi tiết, vì vậy Yến Nhi luôn cố gắng lĩnh hội kiến thức thầy cô hướng dẫn. Từ việc tỉa hoa, trang trí món ăn cho đến cách ướp gia vị, đặc biệt là cách chế biến món ăn. Những giờ thực hành luôn mang về nhiều điều thích thú cho cô gái trẻ. Với sự đam mê, cần cù và chăm chỉ học hỏi, tay nghề của Yến Nhi từng bước nâng lên rõ rệt. Mỗi bài học đều mang đến sự trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ từ cả món ăn Á sang Âu, ẩm thực truyền thống đến ẩm thực hiện đại. Trong quá trình
học và rèn luyện cùng Yến Nhi thì mình thấy bạn Yến Nhi trong học văn hóa thì bạn là một người rất là giỏi về các môn, còn về mảng nghề thì bạn cũng là một người rất là nhanh nhẹn, bạn có tay nghề bếp rất là thuần thục và luôn giúp đỡ mọi người trong lớp, là lớp trưởng cả song song cả hai chương trình vừa văn hóa vừa nghề. Bạn Nhi vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường cũng như là ở lớp. Yến Nhi đã thể hiện năng khiếu vượt trội trong nghề, mạnh dạn đăng ký tham gia các cuộc thi nấu ăn do nhà trường tổ chức. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình chinh phục liên tiếp những giải thưởng cao trong nghề bếp. Trải nghiệm có được từ các cuộc thi đã mang đến nhiều điều hữu ích đối với cô gái này. Bên cạnh việc rèn luyện chế biến ẩm thực, Yến Nhi còn có cơ hội hiểu hơn các giá trị văn hóa ẩm thực của nhiều vùng đất khác nhau. Mình cũng đã thử sức về các cuộc thi ẩm thực như là Bếp Trẻ, tìm kiếm sử gia ẩm thực xứ Huế. Trong cả cuộc thi thì mình đã chọn những món truyền thống để tham gia, và đó cũng là thế mạnh của mình. Và sau một cuộc thi đấy thì giúp mình được có thêm nhiều được trải nghiệm hơn và những kỹ năng mới hơn. Yến Nhi có một cái là rất ham mê về cái nghề chế biến món ăn này, và đặc biệt là tích cực tham gia vào các cái hoạt động liên quan đến các cái cuộc thi bếp. Hầu như là các cuộc thi nào cũng đã đạt được cái giải mà do ban tổ chức đề ra. Và thông qua của mỗi cái lần thi như vậy, mình thấy Yến Nhi trưởng thành hơn rất nhiều về mặt kỹ năng. Và đây chính là những cái hành trang tốt để mấy bạn thành công trong cái nghề nghiệp của mình. Với Yến Nhi, người đầu bếp không chỉ tạo nên những món ăn ngon, đẹp bằng đôi tay, mà còn phải tạo nên các giá trị sau món ăn hấp dẫn bằng trái tim mình. Một người đầu bếp giỏi đòi hỏi phải có rất nhiều yếu tố. Trong đó, khả năng sáng tạo là điều quan trọng nhất. Bởi nấu ăn là một nghệ thuật, người đầu bếp là một nghệ sĩ. Sáng tạo sẽ giúp người đầu bếp phát triển, theo đuổi niềm đam mê và khẳng định thương hiệu của bản thân. Nhi cảm thấy là đam mê với cái nghề đầu bếp này, và nên gia đình đã ủng hộ bạn. Mình thấy vui và tự hào khi thấy Yến Nhi trưởng thành hơn mỗi ngày. Yến Nhi có thể vừa học tốt về văn hóa mà bên cạnh đó vừa tốt về bên nghề, có thể làm nhiều được món ăn hơn, sáng tạo hơn. Nguyễn Thị Yến Nhi đã và đang chinh phục ước mơ trở thành một đầu bếp giỏi bằng những lối đi riêng của mình. Những món ăn ngon, hấp dẫn, độc đáo luôn mang theo thật nhiều tình cảm của cô gái trẻ. Đó là cách để Yến Nhi thể hiện niềm tự hào và trân quý các giá trị văn hóa ẩm thực quê hương. Bởi văn hóa ẩm thực là yếu tố góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng có cho mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Dòng chảy của thời gian, những giá trị về văn hóa, nghệ thuật của các làng nghề gốm thủ công vẫn còn đó và mang những dấu ấn đặc biệt. Đó là sản phẩm được đúc kết từ những tinh hoa và mang đậm phong cách nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Ngày càng có nhiều không gian trải nghiệm làm gốm với mong muốn mang gốm Việt đến gần hơn với giới trẻ. Thông qua những chia sẻ về giá trị văn hóa, lịch sử hay sự dẫn cách để làm nên một tác phẩm gốm truyền thống đã thực sự truyền tải nhiều câu chuyện văn hóa truyền thống đặc sắc đến giới trẻ. Hãy cùng Cẩm Nang Trẻ khám phá một không gian trải nghiệm đầy thú vị với gốm thủ công. Có lịch sử lâu đời, hội tụ những tinh hoa văn hóa dân tộc, đồ gốm mang trong mình những giá trị đặc biệt và luôn thu hút người yêu nghệ thuật, đặc biệt là giới trẻ ngày nay. Nấm Pottery, không gian trải nghiệm làm gốm thủ công, điểm đến thú vị của các bạn trẻ Huế vào mỗi dịp cuối tuần. Đến đây, bạn sẽ được hướng dẫn thực hành các kỹ thuật làm gốm, tráng men với những dụng cụ có sẵn. Tạo hình gốm trên bàn xoay, tạo hình tự do hay tạo hình khuôn đều là những bước căn bản để làm ra một sản phẩm gốm thủ công. Tùy theo mỗi cái loại hình làm gốm mà sẽ có các bước khác nhau hay là có số lượng công đoạn khác nhau. Ở xưởng của mình thì sẽ có 6 bước chính.
Đầu tiên là nhồi đất sẽ giúp cho cái độ ẩm ở trong đất được đều và nó làm tan các lỗ khí trong đất. Bước thứ hai là tạo hình. Bước thứ ba là trang trí. Bước thứ tư là sơ nung, làm nó sẽ từ một cái khối rất là dẻo tạo thành một cái khối cứng và bền vững. Sau đó thì mình sẽ có một bước là tráng men, tức là mình tráng qua một lớp thủy tinh, xong sau đó mình đem vào nung lần hai thì sản phẩm của mình có thể chống được nước, mình không bị thấm và có thể sử dụng hàng ngày. Từ tay nhào nặn đất sét, làm quen bàn xoay để tạo hình sản phẩm. Chỉ cần một chút cẩn thận, kiên nhẫn và sự khéo léo của đôi bàn tay, bạn có thể sáng tạo ra sản phẩm gốm của riêng mình. Mình thấy đây là một động khá là thú vị, và với một người trẻ như mình thì ít khi được tiếp xúc với những cái làm gốm như thế này. Thì mình cũng nghĩ đây là một cái mà rất là hay. Những người trẻ thì họ cũng, nếu mà có thời gian hoặc là có thì cũng nên tham dự để biết thêm về cái làm gốm, tức là cùng những cái sản phẩm mà thủ công. Cùng với sự phong phú về kiểu dáng, bạn có thể tự do phối màu, pha trộn màu men, tạo ra những sản phẩm lung linh sắc màu. Xoáy đi kệ, trực trực cũng được. Có nhiều cách để bạn trang trí các họa tiết hoa văn như chạm nổi, vẽ màu, khắc cẩn. Cái lưu ý mà các bạn khi mà đến làm trải nghiệm làm gốm cần phải có, đó là các bạn cần sự kiên nhẫn. Mình sẽ toàn tâm toàn ý để mà tỉ mỉ từng chút một để tạo nên được cái sản phẩm mà mình mong muốn. Để có được những sản phẩm gốm thủ công ưng ý, đòi hỏi ở bạn sự tập trung và đôi chút sáng tạo. Đó cũng là cách giúp bạn có được niềm vui và sự thoải mái cùng những sản phẩm handmade đầy thú vị. Những món đồ chưa thực sự hoàn hảo, một chút sơn sùi hay mèo mó, nhưng sẽ là trải nghiệm khó quên của chính bạn. Qua đó, còn giúp cho các bạn trẻ được tiếp cận, hiểu hơn và thêm trân quý các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Mình mong rằng là thông qua những cái hoạt động trải nghiệm này thì các bạn có thể hiểu rõ hơn về một cái nghề đã rất là từ lâu đời rồi. Đồng thời là mình cũng muốn tạo ra một cái không gian mà các bạn có thể đến đó để thư giãn, và mình cũng muốn lan tỏa cái tình yêu của mình đối với gốm cho mọi người. Thích thú, vui vẻ khi ngắm nhìn những thành phẩm gốm thủ công, đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời để thư giãn và thử tài đôi tay sau những tất bật bộn bề của công việc và học tập. Hãy thử một lần trải nghiệm để hiểu hơn giá trị của những sản phẩm gốm handmade, được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo, tài hoa và đầy sáng tạo của người thợ. Những sản phẩm thủ công mang nét đẹp tâm hồn và văn hóa Việt. Các bạn thân mến, tháng 3 luôn có những cảm xúc thật đặc biệt, xen lẫn tự hào khi tham gia các hoạt động sôi nổi trong màu áo thanh niên. Ngày hôm nay hãy cùng Bảo Linh hòa mình vào ngày hội đoàn viên cùng với tuổi trẻ huyện Phú Lộc nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Câu nói bất hủ của Bác Hồ kính yêu đã thể hiện niềm tin yêu và hy vọng vào một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết với lý tưởng sống cao đẹp. Khắc ghi lời dạy của Bác, đoàn viên thanh niên đã và đang xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Và trong những ngày tháng 3 này, tháng thanh niên, lời dạy của người vang lên như một niềm tự hào và tiếp thêm động lực cho tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện trên hành trình dựng xây đất nước.
lên thanh niên. Cùng về nơi đây chung tay góp sức, là đoàn viên xin hãy nói sẵn sàng. Thanh niên ta đi ngày hôm nay, mong cho tương lai một ngày mai xóa hết những đáng nghèo, đau thương khó khăn đều vượt qua. Trong tháng 3 này là có rất nhiều hoạt động dành cho các thanh niên Việt Nam và chúng mình cũng đã tham gia được rất là nhiều, đặc biệt là ở ngày 26 tháng 3. Và mình cảm thấy rất là hứng khởi và phấn khích khi mà được tham gia, được trải nghiệm một ngày hội đáng nhớ và ý nghĩa như thế này. Qua các hoạt động đó đã giúp cho mình phát triển rất là nhiều kỹ năng. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, cùng với tuổi trẻ cả nước, Huyện đoàn Phú Lộc tổ chức ngày hội đoàn viên với nhiều hoạt động tạo cảm xúc, hùng đúc truyền thống phong trào và công tác đoàn. Ngày hội đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đoàn viên thanh niên. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí và đã trở thành điểm hẹn của đoàn viên thanh niên mỗi dịp tháng 3 về. Ngày hội đoàn viên của năm 2024 là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với tuổi trẻ huyện Phú Lộc. Qua hoạt động nhằm thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia tổ chức đoàn, phát huy tính năng động sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội cho các đồng chí cán bộ đoàn được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, đồng thời cũng là dịp để mà các bạn đoàn viên ôn lại ngày truyền thống của đoàn 26 tháng 3. Các trò chơi dân gian, trò chơi thi đấu luôn là hoạt động hấp dẫn cả bạn trẻ. Diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, mỗi hoạt động đã tạo sân chơi vui khỏe, bổ ích cho thanh niên. Gắn kết, nhịp nhàng, khéo léo và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đã mang đến những cảm xúc vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho cả bạn trẻ. Thông qua các phần thi, đoàn viên thanh niên không chỉ tranh tài sôi nổi mà còn rèn luyện cả kỹ năng với tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao trong xử lý tình huống. Các bạn rất là nhiệt huyết và các bạn cực kỳ đam mê với cả hoạt động đó. Ở những ngày trước, tức là trước một tuần thì các bạn đã tập luyện bài dân vũ, các bạn đã tập các trò chơi thì các bạn sẵn sàng tham gia ngày hội sáng ngày hôm nay cũng là một dịp để các bạn phát triển kỹ năng, phát triển thể chất cũng như tinh thần đoàn kết của các lớp. Mình thấy rất là phấn khởi khi là một thanh niên cùng hòa chung trong không khí của ngày hội này, là ngày để cho chúng ta có thể kết nối với nhau và ghi lại những cái khoảnh khắc khi cùng với bạn bè khi mà khoác lên mình chiếc áo đoàn viên thanh niên. Ngày 26 tháng 3 hàng năm cũng là dịp đặc biệt đánh dấu lễ kết nạp đoàn viên mới. Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong việc giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên. Trong khuôn khổ chương trình lần này, Huyện đoàn Phú Lộc tổ chức kết nạp 82 thanh niên ưu tú vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đoàn xã Lục An phối hợp với Đoàn Trường An Đông và Đoàn xã Lục Điền tổ chức cho các em học sinh làm lễ kết nạp đoàn viên ở Đình Làng Bằng Môn, là nơi thành lập chi bộ đảng địa phương đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia và cũng nhân dịp này thì để cho các em hiểu rõ được cái nguồn gốc lịch sử, nêu cao về tinh thần tổ quốc dân tộc. Cái cảm xúc đầu tiên nó sẽ là vui vẻ, hào hứng và rất là phấn khởi, bởi vì thì năm lớp 10 thì mình đã bỏ qua cái cơ hội được cái nạp làm đoàn viên, nên là bây giờ mình có được cái cơ hội đó trở lại thì mình rất là vui và mình cũng tin là mình sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ với những cái vai trò của một học sinh và luôn tích cực tham gia những cái phong trào, những cái hoạt động của đoàn. Trong giây phút thiêng liêng kết nạp đoàn, trước ngọn cờ tổ quốc trang nghiêm, những thế hệ đoàn viên mới luôn sẵn sàng cho cuộc đời tươi, trái tim lớn, đập cùng lý tưởng, đem sức mạnh cùng đoàn vững bước tương lai. Đó chính là cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện bản thân, trở thành người có ích và cống hiến sức lực trí tuệ của mình cho tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức đoàn phát triển ngày càng vững mạnh.
qua đó khẳng định được vị trí vai trò của bản thân trong tổ chức đoàn. Nào bạn ơi, vai xanh vai cùng nhau tiến bước. Tháng thanh niên như một sự tự hào và trở thành mốc son của tuổi trẻ Việt Nam thế hệ Hồ Chí Minh. Một dịp đặc biệt để ghi dấu ấn vai trò của tuổi trẻ khắp mọi miền Tổ quốc. Ai đi qua khoảng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cùng với đoàn thanh niên sẽ chẳng thể nào quên những ký ức thanh xuân tươi đẹp. Và qua những hoạt động như thế, các bạn trẻ lại có cơ hội lan tỏa sức trẻ, tình yêu và khát vọng của thanh niên trong thời đại mới. Ngày hội đoàn viên đã khép lại tháng 3 với những kỷ niệm đẹp cùng màu áo xanh thanh niên, đúng không Phượng Hạnh? Đúng vậy Diệu Ánh, và Phượng Hạnh nghĩ rằng những hoạt động đó sẽ là dấu ấn khó quên trên hành trình tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Hãy luôn là những người trẻ tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và thành công với đam mê của chính mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của chương trình.